cái gì tôi chứ đâu ai kia. Thôi nha, thôi nha. Tôi mời chị về phòng. Tôi nói cho chị nghe. Anh mời tôi đi vậy tôi không vậy. Cũng chết gì vậy? Ủa tại sao biết cũng chết được vậy? Trong khi tôi làm cái điều gì? Chấp hành. Chị không có chấp hành phòng chống dịch. Tôi không chấp hành cái gì? Không chấp hành phòng chống dịch. Phòng chống dịch cái gì? Tôi đâu nói này. Tôi hỏi tại sao tôi đóng tiền điện ở nhà thì không để thu ở nhà đi. Thu ở nhà thì tôi đâu phải ra đây. Vấn đề của công an. Tôi không phải ra đây để chơi mà tôi ra đây tôi đã đóng tiền vô tình thôi. Xuống này đi. Cũng chết bây giờ. Cũng chết cái gì? Anh nói chuyện cái gì mà cưỡng chế? Có quyền gì được cưỡng chế người khác khi trong đúng không đúng thì việc tại sao cưỡng chế được? Anh nói chuyện phải đúng thì người ta mới chấp hành được. Tôi biết mình là gì? Hả? Tôi đã nói là không có dịch mà bắt chống thì phải vừa phải mới đeo khẩu trang. Rồi anh kêu tôi làm cái gì? Tôi ra đây đóng hay đóng cái gì? Bắt cóc cái gì? Tôi nói không có dịch là không có dịch. Anh cứ vận hành như vậy đi. Tôi bảo đảm cho 100 luôn á. Dịch ở đâu anh đi kiểm tra đi. Cái gì? Tôi không cần phải nói chuyện với anh. Tôi nói không có dịch là không có dịch. Còn hai ba chuyện với mấy anh không có kiểm soát